Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Giang Hồng Ngọc lần đầu công khai chồng và con trai trước truyền thông. Sau thời gian nghỉ ngơi hoàn thành thiên chức lớn của người phụ nữ, Giang Hồng Ngọc đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của mình qua việc biểu diễn tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước. Ngồi ghế giám khảo chương trình âm nhạc, tham gia các game show, trong đó có cả thử thách không nằm ở sở trường của cô như Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Ngoài ra, cô còn tiếp tục chứng tỏ nội lực và sự chín muồi trong giọng hát khi chính thức ra mắt album nhạc tình Mùa Thu Chết. Dòng nhạc đang dần gắn liền với tên tuổi của Giang Hồng Ngọc. Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu album Mùa Thu Chết có sự góp mặt của Ngọc Sơn, Quang Lê, Lưu Thiên Hương. Đặc biệt hơn là sự góp mặt của ông xã Giang Hồng Ngọc và cậu con trai đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông và nhiều người. Nếu như những lần trước đây, khi được hỏi về ông xã và cậu con trai, thì hầu như Giang Hồng Ngọc không nhắc đến nhiều hay thậm chí là lảng tránh sau vấn đề khác. Nhưng tại buổi giới thiệu album Mùa Thu Chết, Giang Hồng Ngọc đã lần đầu tiên chia sẻ về ông xã và con trai của mình. Ba mẹ là người dành hết thời gian chăm sóc con tôi. Chính vì thế tôi muốn cảm ơn ba mẹ vì luôn bên cạnh chăm sóc mẹ con tôi. Còn về người đàn ông của đời mình, tôi rất biết ơn anh. Trước đây tôi không nói ra vì sợ mất anh ấy, giống như câu khoe ra là mất, chứ không phải là tôi muốn giấu gì cả. Hai chúng tôi đã có một chặng đường cay đắng, đi đến giai đoạn hôm nay, đó là một quá trình và là một đoạn đường dài. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi biết ơn tất cả những ai ở cạnh và ủng hộ tôi thực hiện niềm đam mê âm nhạc, Giang Hồng Ngọc chia sẻ. Album Mùa Thu Chết gồm các ca khúc Mùa Thu Chết, Thu Ca, Thu Sầu, Đến Tình Bơi Vơ, Đời Đá Vàng, liên khúc Nỗi Đau Muộn Màng. Chia sẻ về việc chọn tên gọi này, Giang Hồng Ngọc bảo, đây có lẽ là một cái duyên. Ban đầu tôi chỉ định làm album do mình biên tập, chọn những bài của các ca sĩ nổi bật nhất trong dòng nhạc sang, rồi như một định mệnh, các bài hát đều dính đến mùa thu. Album ra mắt vào những ngày cuối thu, chỉ cách sinh nhật tôi vài ngày. Tôi cho đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thú vị. Không chỉ khiến người yêu nhạc bất ngờ, Giang Hồng Ngọc còn bí mật với chính những người thân khi không tiết lộ gì về quá trình thực hiện album. Cô muốn một sản phẩm tự thân để mọi người thấy mình đủ lớn để làm tất cả. Tuy nhiên, Giang Hồng Ngọc thừa nhận cô rất biết ơn cha mẹ vì đã thay cô chăm sóc cháu trai nhỏ, để cô toàn tâm toàn ý cho âm nhạc. Sau Mùa Thu Chết, tháng 11 tới, Giang Hồng Ngọc sẽ tiếp tục ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, cho thấy sự biến hóa trong hình ảnh âm nhạc. Không chỉ là một quý cô hát nhạc xưa mà đa dạng và chinh phục được nhiều tầng lớp khán giả khác nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.